Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay Thiện qua nhà Hoàng Anh để quay phim gửi tặng tiền mà các cô chú anh chị gửi cho Hoàng Anh. Thì Thiện cũng có thay mặt các cô chú hôm nay qua thăm gửi cho Hoàng Anh. Ở đây phía trước nhà là vật tư để chuẩn bị làm cái nhà vệ sinh cho Hoàng Anh. Và thời gian tới thì sẽ xây dựng cái lớp học ở phía bên tay phải nằm ở bên này. Đây, chiều nay cũng có các cháu lại nhờ Hoàng Anh học. Chiều nay được mấy đứa đây Hoàng Anh? Chiều nay chắc được 5 sao 5 bạn thôi chị ơi. Dạ, chiều nay chắc được 5 bạn thôi chị. Nên tại là có 3 bạn rồi, 2 bạn đang cô Vinh đang đưa qua. Dạ, được 5 rồi ha. Dạ. Nay thứ 7 chủ nhật là học ít hả? Đứa nào muốn lại thì lại, đứa nào không lại thì thôi ha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thường là học từ thứ 2 tới thứ 6 hả? Dạ đúng rồi, tại vì mấy đứa bé thì nó cũng có cần cái thời gian riêng của nó. Cái tuổi hồn nhiên để chơi á, thì để cho các bé còn để cho bé chơi. Con ở đây ngồi là chắc. Tại đây có kẹo như khoái hơn à. Đây rồi mấy đứa học lớn lớp mấy rồi con? Hả? Con? Con lớp màu hả? Rồi con học lớp mấy? Lớp mẫu giáo hả? Con mấy tuổi rồi? Cái này mấy bạn lại học đông chưa con? Đừng nhiêu bạn rồi? Con quen đừng nhiêu bạn rồi? Chắc không biết quá. Đông không? Thấy đông hơn bình thường không? Đông hơn hôm nay không con? Mắc cỡ rồi, không dám nói. Con có mắc cỡ không? Hả? Con có mắc cỡ không? Con kéo mệt dữ rồi kìa. Mấy đứa đọc chữ chạy vô anh. Dạ chạy rồi anh. Đặt lên lên bò ơi. Bò à, đặt lên lên con. Nó cỡ vậy. Vì nằm nó luôn rồi. Đây nó cỡ vậy con. Bò bò, mà thẳng lên lên coi. Bò có hai nó lúng cưng lắm. Rồi bạn Đăng Khoa chào cậu Thiện. Chào cậu Thiện kia. Rồi. Rồi. Nào lớn lên. Lên. Thấy gì rõ luôn mà con. Con thấy gì đó? Con thấy rồi đó hả? Chưa? Thấy hai học kia của con coi á. Ăn xin mượn cây với cây. Viết đâu mà mượn của anh ta con? Đó, để ít bữa cậu phát cho con nhờ đọc bài đi con. Này mới phải sắm cái tủ mới được để tập viết rồi thước rồi để sẵn như đó, nhiều khi có đứa nào quên rồi lấy có liền. Dạ em có sắm cho mấy bé mới viết thước nè.
Hôm nay Thiền tới đây thăm lớp học của Hoàng Anh và thăm lớp Hoàng Anh dạy cho các bé. Thì Thiền cũng có thay mặt các anh chị ở nước ngoài có gửi tiền cho Hoàng Anh. Thì ở đây chị Linh ở Texas, Mỹ có gửi cho Hoàng Anh là 2 triệu đồng. Này gửi cho Hoàng Anh ha. Với lại cô Trương Ngọc Điệp có gửi cho Hoàng Anh là 50 đô Canada. Cảm ơn cô Điệp. Ở đây cô Xuân Hương và chị Vicky ở bên Mỹ có gửi cho Hoàng Anh là mỗi chị Vicky là gửi 50 đô, cô Xuân Hương gửi 50 đô nữa. Thì gửi tới Hoàng Anh 100 đô nha Hoàng Anh. Dạ, cho em gửi không ạ? Còn cái phần mà cô bác anh chị có gửi cho Thiện để đóng góp xây dựng lớp học và sau này là mua dụng cụ tập vở cho các cháu thì Thiện đợt tới Thiện sẽ gửi cho Hoàng Anh. Tại vì hổng gài cũng bệnh thì cũng chưa có tổng hợp lại chi tiết nữa. Tại vì hổng gài thì cũng không có được khỏe cho nên những công việc gần như đã bị tạm ngưng lại. Em xin gửi lời cảm ơn đến chị Linh, chị Điệp, cô Vicky và cô, chị Xuân Hương rất nhiều. Thì em xin chúc cho mọi người được nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công, an vui trong cuộc sống. Chị Linh, chị Vicky, cô Trương Ngọc Điệp và cô Xuân Hương là các cô chú anh chị đã gửi tiền về cho Hoàng Anh đó. Cảm ơn cô các chị rất là nhiều ạ. Rồi chúc cho Hoàng Anh ngày càng thành công và phát triển với cái nghề truyền đạt kiến thức lại cho các cháu đây ha. Dạ, cảm ơn anh chị, cảm ơn cô bác anh chị rất nhiều ạ. Rồi thời gian tới đó sẽ làm cho Hoàng Anh cái lớp học ở bên đây ha, nằm phép máy bên đây luôn. Dạ, em cảm ơn. Để sau này Hoàng Anh dạy các em, tại vì còn nhiều em lại tới học nữa, thì trong cái đợt nghỉ hè này sẽ tiến hành dạy cho các em, thì cái lớp học nó sẽ nằm ở ngay khu vực này. Thì dự kiến là làm cho Hoàng Anh khoảng chiều dài khoảng cỡ 14 mét. Thứ ba thi được con phải tập cho. Thôi vậy anh về luôn rồi anh ơi. Chúc cho thầy trò được nhiều sức khỏe nghe. Dạ, đây em cũng cảm ơn anh Thiện rồi. Cảm ơn chỗ em Vương hôm trước thì có dẫn, có mang đến cho Hoàng Anh một số quà để cho các bé. Em cũng có sắm cho bé một số tập sách. Tập sách rồi kẹo bánh rồi đó ha. Dạ. Đây nữa nè, máy qua nữa nè. Nè, đi vô nè con. Chào cậu Thiện. Chào cậu Thiện con. Con có đang ngồi là đang phạt. Rồi mấy đứa nhớ ngoan nghe con. Rồi mai mốt mình có cái lớp học mới nha. Bắt đèn, gắn đèn là cho học ban đêm luôn. Con ngồi đây nè con. Biết rồi. Con, em biết rồi. Ở đây là vịt của Khiêm nuôi nè. Này được mấy chục con Khiêm? Dạ, 20. 20 hả? Nuôi được bao lâu vậy? Lấy 1 tuần. Thấy cưng quá, ai này vịt Hòa Lan hả? Dạ. Nuôi đẻ à, nuôi... Nuôi... Thật à? Này, hôm nay Thiền tới thăm Khiêm và bà nội. Con chào bà nội. Hai bà cháu khỏe không? Khiêm khỏe không Khiêm? Dạ khỏe. Rồi nghỉ hè chưa? Dạ nghỉ nè. Nghỉ hè hả? Rồi kết quả sao, thi tốt không? Dạ được. Được hả? Dạ. Hôm nay con tới đây thăm hai bà cháu thì cũng thay mặt chị Linh ở Texas, Mỹ có gửi tiền về đây cho Khiêm để chuẩn bị năm sau đó mua một số đồ dùng cần thiết để đi học với lại tập vở rồi đó bà nội. Dạ. Dạ.
Thì hai bà cháu sống nương tựa với nhau thì bà nội cũng không có làm gì ra tiền để lo cho cháu. Thì nay cũng được các cô bác ở bên nước ngoài đó, các anh chị bệnh giúp đỡ cho Khiêm thì con cũng thấy cũng mừng. Được, nghĩ tôi già rồi đâu có đi bệnh gì được, ngày thì ngày khác. Dạ. Rồi bà nội lúc này bệnh khỏe chưa bà nội? Nghe nói tăng huyết áp gì đó. Tăng huyết áp bây giờ nó tuột lên còn có 9. Dạ. Yeah. Còn có 9 là nó mệt hả? Nó mệt thì nó chóng mặt. Dạ. Yeah. Nó lên cũng chóng mặt mà nó xuống cũng chóng mặt. Rồi nó bình thường là bao nhiêu? Bình thường thằng bác sĩ đó nó nói bình thường thì 10. 13 rồi đó không sao. Dạ. Yeah. Này còn có 9. Đây, thì gửi tiền cho Khiêm nghe. Này của chị Linh ở nước ngoài gửi cho Khiêm á. Cảm ơn chị Linh nữa, thương cháu tôi cũng mừng con được học hành như người ta cho. Thì con cũng dự định là sau này Khiêm học xong lớp 9 á thì sẽ cho vừa đi học nghề rồi vừa đi học văn hóa, học tới lớp 12 luôn. Để khi mà ra trường vừa có nghề trong tay rồi vừa học xong cái kia nữa thì sau này nó cũng khỏe hơn, có nghề làm gì cũng được. Rồi vậy con chúc hai bà cháu nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi cũng Thiện cũng cảm ơn chị Linh và tất cả các cô chú anh chị từ trước đến giờ đã quan tâm giúp đỡ cho bé Khiêm đây có được điều kiện để sắm sửa quần áo mới, cũng như hai bà cháu trang trải cuộc sống và Khiêm có điều kiện để đi học lên cao hơn. Chứ bây giờ đây thì không có cha không có mẹ mà sống với bà nội thì bà nội cũng già rồi, năm nay cũng 78 tuổi rồi. Rồi con về được bà nội ơi. Dạ.